California là cái chỗ trận chiến của thay đổi khí hậu. Năm năm vừa qua, những người dân sống chỗ này gặp đủ chuyện. Nhìn thấy trái rừng tồi tệ nhất. Sau khi đó là gặp hạn hán trong 23 năm. Rồi tới thảm khốc của lũ lụt xảy ra trong năm nay gặp mưa rất là nhiều. Nhưng mà trong lúc này ngày hôm nay theo cái hãng bảo hiểm State Farm nói cho biết không có còn chấp nhận đơn đăng ký hợp đồng bảo hiểm của những cơ sở làm ăn và những doanh nghiệp nữa. Thảm họa tiếp tục xảy ra, chi phí xây dựng tăng đột biến. Những gì xảy ra trong lúc này không có ảnh hưởng tới những người đang có insurance trong lúc này, hoặc là xe. Liên tiếp 5 năm về cái chuyện trái rừng rất là nhiều làm cho tổn thất rất là nhiều. Làm cho mất hết tất cả. Trong 20 năm vừa qua, chúng tôi có bao nhiêu thì bây giờ mất hết. Đây là cô Jean, cái người đại diện cho hãng bảo hiểm nói cho biết. Và cũng là cái đề xuất California 103 buộc các công ty bảo hiểm phải có sự chấp thuận trước của các cơ quan của chính phủ trước khi đưa ra giá cả tăng lên. Và cái chuyện đề xuất California 103 làm cho bảo hiểm của bên California rất là thấp làm cho tất cả những cái gì của bên tiểu bang đều phải làm theo họ phải cần thay đổi không phải riêng ở bên california không nhiều chỗ trên hoa kỳ những cái hãng bảo hiểm không có chịu bán bảo hiểm nữa cho những tiểu bang dễ bị mưa bão xảy ra giống như texas louisiana cả luôn florida bà nghĩ sẽ trở thành như thế nào với tỷ bà không có insurance bảo hiểm nếu mà tôi không có bảo hiểm có lẽ là tôi không có xây lại nhà cửa của tôi có lẽ là tôi phải rời khỏi ở đây giống như tất cả những người khác đây là bên Paradise, California. Cô Jessica là một trong những gia đình nhà cửa bị hư hại. Đó là trận cháy rừng 2018. Bảo hiểm nó trả cho nên tôi vẫn tiếp tục ở đây. Họ coi chúng tôi xây nhà cửa trở lại họ cũng cho chúng tôi muốn chọn cái kiểu nào thì chúng tôi chọn cái kiểu nhà của chúng tôi. Làm như vậy nó giúp đỡ cho chúng tôi về cái chuyện hồi phục trở lại. Tiểu bang California Golden State cũng đang đối phó về cái chuyện thay đổi khí hậu. Trong lúc này còn gặp thêm khó khăn về cái bảo hiểm làm sao mà để có bảo hiểm cho ở đây